Chào các bạn, mình là Nguyễn Công Trình. Hiện tại mình đang học tại trường ICTU, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông Thái Nguyên. Thì hôm nay mình xin sẽ giới thiệu cho các bạn cái cốt để điều khiển con led 7 đoạn mà nó chạy là nó hiển thị là từ 1 đến 5. Sau đó nó lại nó hiển thị số 9 rồi 97531. Như thế chúng ta phải tạo lập cái code nó như thế nào thì chúng ta vào lần lượt từng cái. Đây là cái mặt mà mình đã vẽ sẵn. Cái mặt này mà mình đã vẽ sẵn. Hôm trước thì mình đã có vấn đề gì đây? Hôm trước mình đã tạo cái mạch chạy 1, 3, 5, 7, 9 rồi. Để mà có thể thực hiện được cái con led đơn này nó chạy theo như thế này thì mình hãy cùng vào lập trình cho nó. Đầu tiên, cái đây mình đã tạo cho nó một cái file sẵn rồi, đúng không? Project sẵn rồi. Bây giờ mình chỉ việc lập trình thôi. Đầu tiên là unsize. Mình gán cho nó một cái ít đi. Ở đây mình xin giới thiệu với các bạn một cái phần mềm nữa mà có thể giúp cho việc của chúng ta là chúng ta lập trình nó tốt hơn. Đó là phần mềm 7 led emitter. Để chờ đợi cái trong thời gian chờ đợi mà ấy thì chờ đợi phần mềm khởi động thì mình nói luôn. Số 0 chính là 0x3s. Số 1 chính là 0x06. Đây là mình đang xét ca tốt nhá. Đây ca tốt nhá. 0x53 là số 2. 0x4s. Không ít 06 nhầm, không ít 66, không ít 6D, không ít 7D, không ít 07, không ít 7F. Không biết sao em. Rồi, là kết thúc cái phần mà định nghĩa cho các giá trị của con led đơn tại đây. Tiếp theo thì cái phần mềm nó bị hỏng rồi, mình không khởi động được. Thế như vậy thì thôi, khỏi xem phần mềm cũng được. Sẽ vào inside in, ta đặt một cái biến y, đúng không? Tiếp theo ta thiết lập cái hàm rễ cho nó. Rồi, ở đây sẽ là view. Đây. Đúng không? Sau khi ta thiết lập hàm trễ rồi, bây giờ ta viết này. Ta vào hàm
chính của nó, con em. Vòng lặp vô hạn cho nó, đúng không? Vòng lặp vô hạn cho nó. Sau cái vòng lặp vô hạn này thì việc của chúng ta là chúng ta phải thiết lập hai cái hàm for với nhau. Nghĩa là bài này ta cần phải sử dụng hai hàm for y bằng 1, y sẽ bé hơn bằng 5, và y cộng cộng. Đây ta thiết lập b1 cộng b1 ra sẽ bằng x. Đi đúng không? Đây đây. Rồi. Ta thực hiện cái hàm for thứ hai. Y sẽ bằng 9. Y bé hơn hoặc bằng với 9. Và y trừ bằng 2. Đây ta thiết lập giá trị bên hồ bằng y gì? Delay trễ ta cho là 500.000. Rồi. Đấy, còn dấu đỏ nữa. Ta dịch nó ra thử xem. Được chưa? Đây nó thông báo sai chữ ân sai sao ấy. Dòng số 3 và dòng số 5 nó nói như thế. Lỗi dịch là chỗ số 3 và số 5. À đúng rồi, chỗ này là T chứ không phải là Y đâu nhé. Chúng ta thiết lập hàm trễ là dùng hàm T thì ân sai T mà là sai y. Rồi thì nó tiếp tục báo lỗi cái thứ hai nữa. Thứ hai này là lỗi gì đấy ta? Để xem nào. Đúng rồi. Đây ta quan sát ở trên này, chúng ta thấy đây thiếu chấm phẩy này. Cho nên nó trong quá trình dịch nó báo sai. Giờ ta dịch lại xem thử. Rồi, không lỗi rồi. Đúng không? Không lỗi này. Vậy thì làm sao để mà mình hiểu được cái đoạn code này? Các bạn hiểu không? Nó không hiểu mình sẽ cắt nghĩa, các bạn hiểu. Đây nha. Ta đầu tiên ta thiết lập biến y, được chưa? Y bằng bằng 1 thì BI như cái bài đợt trước mình nói rồi đấy. BI sẽ là y nó kiểm tra bé hơn 5, y bé hơn 1. Đấy, đúng không? Sau đó B1 sẽ bằng XI, tức là X của 1, X1 nó tham chiếu lên đây là 0X3S. Sau đó nó dừng một khoảng thời gian. Nó hiển thị rồi nó dừng một khoảng thời gian. Được chưa? Sau đó nó tiếp tục chạy vòng for. Sau nó chạy hết đến 5 rồi, đúng không? Chạy cái 5 nó sẽ chạy vòng for y bằng 9. Y bằng 9, y bé bằng 9. Y sẽ bị trừ đi, đúng không? Y bị trừ đi 2. Nghĩa là 9 trừ 2 là 7. Như vậy B1 sẽ bằng x y 7.
Y 7 tham chiếu lên 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Không ít 7D, được chưa? Đấy. Nhưng mà dễ hiểu chưa? Bây giờ ta dịch ra pha hết của nó nhé. Chọn output. Rồi, mình đã chọn Refire hết rồi này. Mình OK, được chưa? Tiếp theo, ta kiếm cái file của nó. Chọn Select. À, hiện tại là 1:56 đúng không? 11:54 cũng được. Ngày 12. Đây. À. Ta dán ra bên ngoài, sau đó tham chiếu, sau đó sẽ nhập vào. Đây, bây giờ ta dán ra bên ngoài. Được chưa? Cái file là ngay bây giờ 1 HD này. Bật lên. Chọn file hết. Ngay bây giờ 1 HD này. Nhấn nó vào. Nhấn OK. Nó nhấp vào đây. Nó chạy. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. Ờ. Lỗi mình có bị sai gì rồi nhỉ? Tức là mình sai dòng thứ 2 rồi. Mình sai cái vòng lặp for thứ 2 rồi.